cất kỹ anh Phan. Còn nửa chai Đại Lão Út không đẻ cái, hả? Cái mình mới ghé trong là tiệm rượu. Cái loại gần 9 giờ gần tiệm rượu đó gần 9 giờ sẽ đóng cửa. Tất cả tiệm Mỹ, tất cả tiệm Việt Nam là tối là đóng cửa. Là không có bán rượu, không có bán bia. Chủ nhật luôn, chủ nhật luôn. Đóng cửa sớm, đúng rồi. Hai cái đó cất anh Khoa. Đi về. Anh mới đi vô tiệm cụ mà nó đóng cửa, không có mua được gì hết hả? Mua được một chai rồi. Được chai, có hai chai nó kìa. Đi rồi. Cảm ơn chú này trước. Không có sao anh. Rồi, như là... Nói gì đi. Cái này là... Vậy là đang quay chưa? Đang quay rồi. Bây giờ mình nói... chuyện đời đời cô Lụ. Mình biết thì mình nói nha. Dạ em cũng không biết gì hỏi luôn, em cũng không biết gì hỏi anh nữa thì ok trước mình biết bao coi là mình biết tới đâu là mình nói là tới đó nha trước. Dạ. Thấy đâu nghe là trễ lắm. Trễ lắm hả? 10 giờ 11 giờ. Cường đầu tóc á, Cường mà không có tóc á. Như là mới đi ngang qua nè. Mới đi ngang qua ở đâu? Chỗ nào? Ở ngoài hả? Mới đi ngang qua nè. Mới đi ngang lại gì hả? Nó chừng nào mấy giờ mới lại đây Cường đó? Anh nói là 10 giờ 11 giờ mới tới hả? Nghe hả? Tụi nó đi show 10 giờ 1 giờ cũng có và 3-4 giờ cũng có. Sang đâu rồi? Sang à? Chú mở nó lên giờ nè. Xong là nó dưới là nó lo là cho ba nó là tắm rửa, ăn uống. Nhiều quá à, để đâu hết rồi anh Khoa? Hả? Nhiều quá à, để đâu hết? Hết? Mấy ngày hết? Nha. Cái là các bạn cậu khỏe á. 2 ngày. Cậu khỏe nha. Mà em biết mà bia là Heineken. Rồi thay ghê rồi. Vậy là bút la vậy á. Là bỏ lưu đây là cỡ khoảng 50 chai mà anh kinh nổi đó. Tụi nó dắt không nổi mà anh đâu. Chỉ cần ai ớt thiệt mà anh dắt nổi. Anh dám hứa một câu chuyện gì. Tụi nó dắt không nổi bằng anh đâu. Anh có chỗ để không? Anh có chỗ cất không? Sao? Có chỗ cất không? Có. Có à? Nếu mà không có chỗ cắt dễ gửi em giữ cho thì mơi hay là bữa nào đưa lại cho anh. Còn mà phải không bữa nay mấy rồi? Bữa nay thứ năm.
bữa bữa nay mời thứ sáu sáu mời thứ sáu à, dạ 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 xuống đi giữ giùm em giữ giùm anh ha à. Rồi ngày mai đưa ha. Ừ. Ok. Anh nói cần cái chip đó phải không? Cái chip hiệu đó luôn á. À đúng rồi. Lay glasses. Đây là muốn lát thiết điện đá thì lát thiết. Chip nó mặn lắm á nha, muối không mặn. Cứ nói chuyện bình thường sao? Ừ. Tại vì ngày thường á là em phải đi làm, tối em phải ngủ sớm mình mới mới đi làm ngày thường. Cuối tuần thì thức trễ. Anh hình như là anh nói là cái gì hay là em nhớ là cái gì anh nói là cái gì? Bún bò Huế phải không? Ừ. Mê bún bò Huế phải không? Em nói hứa, em hứa em mua đem lại cho em làm mà em quên hoài. Bữa nào cũng được. Ừ. Bún bò Huế đó. Cái bún bò Huế là mình ăn bún bò Huế đó từ Việt Nam sang qua Mỹ luôn. Ừ. Tới bây giờ vẫn còn mê hả? Biết sao? Mình mê là cái bún bò Huế là mình mê là cái khoanh heo á. Ồ cái khoanh heo giò heo á. Cái giò heo á, cái là yeah. Đúng rồi. Đúng rồi, ngon, ăn nó giòn giòn á. Yeah. Yeah. Với lại món ruốc, món thơm nữa. Đúng rồi. Có món ruốc vô. Hết ý luôn. Cái xăng mới về. Vậy là cũng đỡ rồi. Vậy là mới
đưa dạ. Mới cho mai đưa cho mình ok à, dạ. Ừ. Anh cần gì em ghé em đưa ừ. Tối cũng cả tối đưa. Tối là ngồi đây hả ừ. Như mấy ngày trước em có thấy ngồi đây với Sang với Cường nữa đúng tại đúng sao rồi tại mấy tại, ngày trước đó à, đúng rồi tại sao không vô em không thấy không biết anh à. Không em thấy Sang lạ em không biết chưa có nói chuyện qua em không dám lại à. À, nhưng mà em cũng đoán là không biết là anh hay là ai không biết. Em không biết là anh ở đây, em chỉ là đoán thôi, không có thấy, không có biết được là anh hay là ai, không biết tại thấy lạ quá. Tại em chưa từng thấy Sang quá. À. Chưa từng biết, chưa có nói chuyện qua. Sao? Nhưng mà vậy là cái từ đó giờ là với ai trước? Chỉ nói chuyện với anh với anh Cường thôi. À. Nhưng mà bữa hổm em không biết cũng không đoán thôi, cũng không phải anh Cường không biết. Thì thấy giống mà em chỉ đoán là cũng không biết là anh ở đây hay là tại nếu mà biết anh ở đây thì em ghé rồi thương cho một cái hoàn cảnh khó khăn à, cái anh vô gia cư anh sống trong một cái nơi à, gần hoang vắng này nè cả nhà nhìn xem hiện tại bây giờ là ảnh đang sinh sống ở trong này nè cả nhà. Đây là cái khu gần hoang vắng à, cây cối âm tùm thì ảnh dùng cái nơi này để ảnh cư ngụ ảnh sinh sống ở trong đây là cả nhà. Còn núi cây đại lẩu không đã đi cái mình mới ghé trong là tiệm rượu cái loại gần 9 giờ gần tiệm rượu đó gần 9 giờ sẽ đóng cửa tất cả tiệm Mỹ tất cả tiệm Việt Nam là tối là đóng cửa là không có bán rượu không có bán bia tôi luôn tôi luôn ừ. Đóng cửa sớm đúng rồi ừ. hai cái đó cất anh Khoa à, đi. Ừ. anh mới đi vô tiệm cụ mà nó đóng cửa không có mua được gì hả à, mua được một chai rồi được chai có hai chai nó kìa à đi rồi cảm ơn chú này chú không có sao anh rồi như là nói đi à, cái này là vậy là đang quay chưa đang quay rồi à, bây giờ mình nói chuyện chuyện đời à, đời cô lụ rồi nói mình biết thì mình nói nha dạ em mình... cũng không biết gì hỏi luôn em cũng không biết gì hỏi anh nữa thì ừ. Ok trước, mình biết bao, coi là mình biết tới đâu là mình nói là tới đó nha trước. Dạ. Ừ.